Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Cái kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Thì có một số người bạn cũng thắc mắc với tôi rằng là PS thì có nghĩa là cái gì. Thì đây là cái tác dụng của cái từ tiếng Anh có nghĩa là Passive Income, từ A tới Z. Và cái mục tiêu của tôi khi tôi xây dựng cái kênh này là tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái hình thức, những cái phương pháp để mình làm sao có thể tạo được những cái dòng thu nhập hoàn toàn thụ động. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z. Và cái kênh này thì trong những series đầu tiên tôi muốn hướng dẫn cho các bạn cách của mình làm sao có thể thu nhập từ cái kênh YouTube, và các bạn hoàn toàn có thể kiếm được từ 500 đến 1.000 đô mỗi tháng cái kênh YouTube này. Và mỗi ngày thì tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách làm sao mình sẽ tạo cái kênh, tạo ra cái tài khoản của mình, và mình sẽ bật cái kiếm tiền từ cái kênh YouTube đó. Và cái cách thức thì làm sao mình có thể đăng được cái kênh, đăng được những video trên cái kênh YouTube của mình, thì tôi sẽ đồng hành với các bạn mỗi ngày. Và những cái kiến thức này tôi mong muốn rằng muốn phổ cập cho tất cả các bạn, nên tôi sẽ chia sẻ nó một cách hoàn toàn miễn phí. Đây là những cái kiến thức mà tôi phải bỏ ra rất là nhiều về tài chính để đi học, cũng như là mình phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức chính mình để mày mò và tận dụng vận dụng những cái kiến thức này để mình sẽ kiếm được tiền. Thì trong cái thời gian tới thì tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn. Và nếu các bạn thực sự quan tâm tới cái chủ đề của tôi thì đừng có quên subscribe kênh của tôi. Và ai là những cái người phù hợp với những cái kiến thức này đây? Nếu như các bạn là sinh viên, các bạn cũng có thể tạo được cái thu nhập kiếm thêm của mình khi mà mình đang học trên trường. Hoặc bạn đã đang là một người đang đi làm việc văn phòng, có một công việc cố định nào đó, và các bạn mong muốn tạo cho mình một thu nhập thứ hai ngoài cái công việc mình đang làm trên công ty. Người thứ ba khi bạn phù hợp với cái này là bạn đang làm chủ doanh nghiệp và bạn đang muốn tạo dựng cho một cái thương hiệu cá nhân cho chính mình cũng như là thương hiệu của công ty để cho khách hàng của các bạn biết tới sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Thì nếu như các bạn đang quan tâm đến cái chủ đề của tôi thì đừng quên like video này, share video này cho những người bạn của bạn nếu họ đang cần. Và đừng quên đăng ký và subscribe cái kênh này để khi tôi đăng lên những video mới thì các bạn đều nhận được thông báo để các bạn có thể không có bỏ sót những video của tôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.